Thưa quý vị, thưa các bạn, Thương hiệu quốc gia là chương trình duy nhất của chính phủ nhằm xây dựng quảng bá hình ảnh thương hiệu quốc gia thông qua việc xây dựng hình ảnh sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa. Tại lễ công bố được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008, chỉ có 30 doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia. Đến lần thứ 5 năm 2016 thì đã có tới 88 doanh nghiệp được vinh danh. Thương hiệu ngày nay được thừa nhận là một tài sản vô hình quý giá, là uy tín của doanh nghiệp, đồng thời thể hiện niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm của doanh nghiệp và chính bản thân doanh nghiệp. Vì vậy, xây dựng thương hiệu cho hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam tăng cường khả năng nhận biết hàng hóa, dịch vụ tại thị trường trong nước và quốc tế là yêu cầu quan trọng trong tiến trình hội nhập và phát triển đất nước. Trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã liên tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ cho doanh nghiệp xây dựng, đăng ký bảo hộ, chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm, kết nối với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài để giúp doanh nghiệp phát triển và quảng bá thương hiệu, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, quảng bá thương hiệu. Cái chương trình thương hiệu quốc gia này thì cũng là giúp các doanh nghiệp đạt danh hiệu thương hiệu quốc gia là có sự hiện diện thường xuyên ở những cái sự kiện lớn như là các cái sự kiện xúc tiến thương mại lớn như là các cuộc hội chợ triển lãm ở trong và ngoài nước. Cái hoạt động truyền thông nữa đó là cái việc mà phối hợp với lại các cơ quan truyền thông, các cơ quan phát thanh truyền hình, báo chí trong và ngoài nước để mà có đưa tin rồi thì là giúp là đưa hình ảnh giới thiệu sản phẩm dịch vụ của các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia đưa rộng ra xã hội cũng như là đưa rộng ra trong cái trên cái thị trường quốc tế. Cái hoạt động nữa đó là thực hiện tuyên truyền quảng bá cái thương hiệu thông qua những cái ấn phẩm. Đấy, không chỉ là ấn phẩm in mà còn là trên trang web, website. Các website của cục rồi thì các website liên kết giữa cục với lại các cơ quan khác. Chương trình thương hiệu quốc gia được chính phủ phê duyệt từ năm 2003. Đến nay, qua 15 năm đã có 88 doanh nghiệp được lựa chọn mang thương hiệu quốc gia. Đây là các doanh nghiệp tiên phong trong các lĩnh vực mà họ kinh doanh, đã vượt qua những tiêu chí khắt khe của chương trình thương hiệu quốc gia. Tuy nhiên, để thương hiệu quốc gia ngày càng phát triển và phát huy hiệu quả, chương trình này cũng cần có những cải tiến thiết thực. Muốn làm cho cái thương hiệu quốc gia nó có giá trị hơn, nó thực ra nói cho đúng là mang được cái giá trị thực của nó đến với đời sống thì cái công tác truyền thông thông tin nó phải tốt hơn, làm sao đấy để cho thị trường, cho trong thị trường thì bao gồm cả doanh nghiệp, cả người tiêu dùng, phía cung và phía cầu đều biết đến cái giá trị của nó thì cái thương hiệu quốc gia nó mới thực sự là có giá trị. Thì cùng song song với lại nỗ lực các doanh nghiệp thì chúng tôi cũng rất là mong muốn là chính phủ cũng như là Bộ Công Thương cũng như là Hội đồng bình chọn thương hiệu quốc gia có những cái đầu tư lớn hơn nữa để quảng bá tới người dân Việt Nam để hiểu được cái vai trò và sứ mệnh của thương hiệu quốc gia đối với đất nước, và cũng để khẳng định với lại người dân Việt Nam những sản phẩm mà đã được trở thành thương hiệu quốc gia thực sự là những sản phẩm sự tốt và đầu tiên là vì người dân Việt Nam. Tôi cũng mong muốn là với chương trình thương hiệu quốc gia là một chương trình của nhà nước, về chương trình, về những hoạt động truyền thông thì đã triển khai nhiều rồi, thế nhưng mà để nó nâng tầm thực sự là lên một cái tầm nữa thì cũng cần có thêm những cái văn bản cho nó trở thành chính thống, nó thành chương trình, không phải là chương trình thương hiệu quốc gia mà đưa vào luật. Hẳn có là luật thì chỉ có từ là luật thì sẽ đưa vào vận hành trong cuộc sống một cách tốt nhất, và lúc đấy sẽ trở thành một chương trình mà thực sự là toàn dân đều biết đến, bởi vì đã luật, luật thì dân sẽ biết đấy, và doanh nghiệp, tất cả các doanh nghiệp chưa quan tâm đến thương hiệu quốc gia thì sẽ cùng phấn đấu để trở thành thương hiệu quốc gia. Việt Nam đang hướng tới xây dựng thương hiệu quốc gia mạnh thì không thể thiếu các thương hiệu sản phẩm và thương hiệu doanh nghiệp mạnh. Để thành công trong xây dựng thương hiệu quốc gia, rất cần có sự đồng hành chặt chẽ giữa nhà nước và các doanh nghiệp. Nhà nước đã đóng vai trò quan trọng trong định hướng và dẫn dắt, bảo chứng cho doanh nghiệp có sản phẩm chất lượng tốt, uy tín, còn doanh nghiệp sẽ phải chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đổi mới sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh của chính mình.